Để ứng phó với tình trạng thiếu nước ngọt sản xuất nông nghiệp, huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng đã khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ xuống giống sớm để tránh hạn mặn, tích cực công tác nạo vét kênh rạch để trữ nước ngọt. Tuy nhiên, do địa thế giáp biển, việc chủ động nguồn nước cho sản xuất là hết sức khó khăn. Người dân vẫn phải trông chờ vào nước mưa và nguồn nước từ thượng nguồn đổ về. Về cái tình hình hạn hán xâm nhập mặn hiện nay, phải nói là hết sức là phức tạp. Chúng tôi nhận định là năm 2020, cái diễn biến của cái xâm nhập mặn xảy ra tới giờ này, tuy là chưa có ảnh hưởng nha, tuy là chưa có ảnh hưởng đến cái sản xuất, cái đời sống, tuy nhiên là hết sức là khó khăn. Ngay từ sáng sớm, ông Lâm Dươi ở ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội Thượng đã ra đồng để bơm nước vào ruộng. Ông cho biết một hecta lúa của gia đình đang trong giai đoạn làm đồng đã phải chịu khô hạn hơn 10 ngày. Nhờ độ mặn giảm, các cống ngăn mặn đã mở lấy nước ngọt vào nên ông tranh thủ ra bơm nước vào ruộng để cứu lúa. Nếu mà không có nước vô, lúa chắc hư rồi, không có chịu nổi. Cũng như là năm trước là lúa là dạng 40 ngày là nước mặn ai nấy đều cũng buông tay hết trơn. Đó là thiếu nợ. Tranh thủ nếu mà ban ngày thì nước nó hơi chậm thì đưa vô ban đêm, trực tiếp đưa vô ban đêm. Bởi vì dân dưới đây rất là mong cái nước ngọt được sớm như nào là rất là mừng chừng nấy. Nông dân huyện Trần Đề dù đã chuyển sang sử dụng giống lúa chịu mặn cao, tuy nhiên với độ mặn đã vượt ngưỡng cho phép, khả năng bị ảnh hưởng và thiệt hại với các trà lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng là rất cao. Trong xã thì có 3 ấp, nhưng mà phố dưới thì an toàn này, nằm ở trên này. Chỉ còn có hai cái cuối nguồn là Sóc Lèo với Nam Chánh thôi, là đo, là báo cáo các điểm hàng ngày, là có lịch lên trên ủy ban nhân xã hàng ngày. Thời gian trước là đo hàng tuần để coi cái độ mặn mình nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà từ khi cỡ 10 ngày trở đây là mặn xâm nhập là phải đo hàng ngày. Phó Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Đề cho biết hiện nay tình hình xâm nhập mặn rất phức tạp. Dù chưa làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, nhưng dự báo trong thời gian tới là hết sức căng thẳng. Nếu thời gian tới độ mặn tiếp tục tăng cao, khả năng những trà lúa đang làm đồng sẽ bị thiệt hại nặng.